Tập 36. Đoàn công tử, Đoàn công tử, Đoàn công tử. Xem ra muội thật nặng tình với hắn lắm. Muội đối với huynh ra sao thì trong lòng huynh biết rõ nhất. Sao huynh lại giết huynh ấy? Hắn đối đầu với huynh, muội không nghe hắn nói sao? Hắn sẽ tìm mọi cách phá huynh. Lúc tại Thiếu Thất Sơn, hắn còn làm huynh bẻ mặt, sao có thể tha cho hắn được? Chuyện ở Thiếu Thất Sơn chỉ là ngẫu nhiên, huynh cũng biết võ công của huynh ấy lúc này lúc khác mà. Chẳng lẽ bỏ qua dễ dàng vậy sao? Sau này huynh còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ nữa? Biểu ca, chuyện thắng thua nhất thời, huynh có đáng phải bận lòng không? Muội quan tâm hắn như vậy thì muội lấy hắn luôn đi, còn theo huynh làm gì? Biểu ca, tấm lòng của muội đối với huynh bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ huynh không biết sao? Tấm lòng của muội, thế muội với hắn núp trong lùm cỏ ở Thái Hồ làm gì? Chính mắt huynh nhìn thấy có thể sai được sao? Tên võ sĩ Tây Hạ bên Thái Hồ đó là... Không sai, chính là huynh. Hèn gì huynh, bây giờ muội biết cũng chưa muộn mà. Không phải vậy đâu biểu ca. Hay như cái đêm trú mưa, huynh đến rồi mà hai người vẫn không biết muội đã làm gì, tự muội hiểu lấy. Muội không làm gì hết. Tên họ Đoàn đó sợ mặt muội, sao muội không tránh? Huynh nói oan cho muội rồi. Biểu ca, biểu ca, muội chúc huynh hoàn thành tâm nguyện, lấy được công chúa Tây Hạ, sớm được làm hoàng đế. Đoàn công tử yêu muội, nhưng muội không hề để ý đến. Lần này huynh ấy vì muội mà chết, muội thật có lỗi với huynh ấy. Dù sao muội cũng không muốn sống nữa. Chi bằng muội chết cùng huynh ấy để báo đáp tấm lòng huynh ấy đối với muội. Đoàn công tử, muội đến với huynh đây. Sao rồi? Mai Trúc và Dì Kiếm đã đi tìm rồi. Họ về kìa. Sao rồi? Bẩm chủ nhân, đã tìm khắp nơi nhưng không thấy Đoàn công tử. Công tử đi đâu cơ chứ? Cô nương, Viên cô nương, đàn của người biểu ca ném xuống đây à? Viên cô nương, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Đoàn công tử, muội chết cùng huynh thật rồi sao? Chúng ta chưa chết, chúng ta vẫn còn sống. Đồ nguy quân tử, ông là ai mà dám giễu cợt ta? Chính người đã ép Dương cô nương nhảy giếng tự vẫn, còn ở đó giả nhân giả nghĩa. Ta khuyên ông tốt nhất là câm miệng lại. Lão nạp và lệnh tôn của người giao hảo đã nhiều năm, lão nạp cũng là trưởng bối của người. Người ăn nói với lão nạp như vậy e là không được lễ phép cho lắm.
Kẻ hậu sinh xin người thứ tội. Được, ngươi tự nhận là hậu sinh, lão nạp cũng không so đo làm gì. Lão nạp cho ngươi biết, hoàng tử nước Thổ Phồn của lão nạp đã muốn làm phò mã, người khác đừng hòng. Khư Ma Trí, ông đừng ép người quá đáng. Nể tình lão nạp và lệnh tôn của ngươi, lão nạp không lấy mạng ngươi. Nhưng lão nạp khuyên ngươi nên sớm rời khỏi Tây Hạ. Nếu ta không đi thì sao? Ngươi rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt sao? Đoàn công tử, muội cứ tưởng là huynh đã chết. May mà ông trời có mắt. Thật ra muội cũng rất thích huynh, nhưng trong lòng muội một lúc không thể có hai người đàn ông. Bây giờ thì tốt rồi, cứ để người đó với mộng làm hoàng đế. Muội đã được giải thoát. Ông bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Đoàn công tử, chỉ cần huynh không chê muội, không trách muội trước đây vô tình với huynh, muội nguyện theo huynh suốt đời. Còn biểu ca của muội, chẳng phải muội yêu huynh ấy lắm sao? Huynh ấy không thực lòng yêu muội. Đến bây giờ muội mới biết được ai thực lòng yêu mình, ai xem trọng mạng muội hơn tính mạng người ấy. Ý muội nói ta phải không? Phải. Suốt đời biểu ca chỉ có mộng làm hoàng đế đại yến, ngoài ra không có gì đáng để huynh ấy quan tâm nữa cả. Nếu một ngày nào đó biểu ca của muội không muốn làm hoàng đế nữa, đối xử tốt với muội thì sao? Nhưng cho muội là hạng người nào chứ? Muội đã nguyện suốt đời theo huynh. Nếu muội không thật lòng thì làm sao xứng đáng với tấm chân tình của huynh? Tất cả đều do cha ngươi hại ta. Huynh đến đây làm gì? Bây giờ muội đã là người của đoàn công tử. Huynh muốn giết huynh ấy thì giết muội luôn đi. Huynh
Không, muốn giết thì giết ta đi. Mộ Dung, huynh cứ đi làm phò mã tây hạ của huynh, ta không cản nữa. Ngữ Yên đã là người thân thiết của ta, huynh không can thiệp được đâu. Đoàn Lam, bất kể sống hay chết, muội cũng ở bên cạnh huynh. Biểu muội, muội lấy Đoàn công tử, vậy chúng ta đã là người một nhà. Đoàn công tử trở thành huynh đệ của ta, sao ta có thể hại đệ ấy được? Mộ Dung Phục là cha ngươi hại ta. Đoàn Lam, thả huynh ấy ra, thả ra. Biểu muội, Đoàn công tử, Đoàn công tử, quân sư, bọn họ chết cả rồi. Thái tử này giống hệt Dương gia, chỉ thích mỹ nhân không thích giang sơn. Chắc chắn là đi cùng với Dương cô nương đó rồi. Thế thì cũng không thể, nếu chậm trễ nữa thì sẽ hỏng việc lớn mất. Trấn Nam Dương dặn đi dặn lại là tiểu Dương gia phải cưới cho được công chúa. Nếu lần này việc không thành, ta còn mặt mũi nào gặp Dương gia nữa. Muội có thể nói một câu không? Xin cứ nói. Dương gia muốn Đoàn đại ca lấy công chúa Tây Hạ, cốt để thắt chặt đại lý với Tây Hạ, phải không? Đúng vậy. Dương gia cũng không quan tâm công chúa đẹp hay xấu, phải không? Công chúa Tây Hạ có thể không phải là tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng không thể quá xấu. Muội có ý này, cứ cho là không tìm được Đoàn đại ca cũng không sợ hỏng việc lớn. Đợi khi nào về đại lý, Đoàn đại ca mới động phòng với công chúa cũng chưa muộn. Nhưng tiểu Dương gia không có đây, làm sao cưới công chúa về đại lý? Cô đừng có dự kế gì, xin nói mau cho. Mọi người xem, một tỷ tỷ giả trai còn đẹp hơn Đoàn đại ca. Nhờ tỷ ấy đến buổi tiệc ngày mai, thử hỏi có cách anh hùng nào tuấn tú thanh thoát hơn chứ? Người không lên tiếng có ai nói người câm đâu. Cách của Trung cô nương rất hay, nhưng không được để lộ, nếu không một cô nương sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa lần này anh hùng trong thiên hạ đều có mặt, ta sợ võ công của một cô nương. Có sao đâu, một tỷ là em ruột của Đoàn đại ca, muội muội cưới vợ dùng đại ca có gì không phải chứ? Vừa lập công vừa được làm phụ thân, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Nhưng ta vẫn lo võ công của một cô nương. Sao ta lại có một ca ca như vậy chứ? Nổi giận rồi. Ta nói gì mà muội ấy giận chứ? Một cô nương giận không phải vì lời nói của huynh. Cô nương ấy có tâm sự. Đoàn Lan, Đoàn Lan, Đoàn Lan, Đoàn Lan,
Muội chưa đền đáp được tình sâu nghĩa nặng của huynh. Muội xin hẹn lại kiếp sau. Sao huynh lại chết dưới tay tên ác tăng này chứ? Chuyện cô nương, xin đừng nói vậy. Lão nạp tuy là ác tăng, nhưng người giết Đoàn công tử không phải là lão nạp. Chẳng lẽ là biểu ca? Biểu ca ra tay độc ác như thế, sao huynh ấy ác như vậy? Thà để muội chết đi cho rồi. Đoàn Lan, huynh chưa chết sao? Huynh đâu chết dễ dàng như vậy được. Đoàn công tử, lão nạp luyện sai 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm nên bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu không có công tử hút hết nội công của lão nạp thì lão nạp đã mất mạng rồi. Tạ ơn công tử đã cứu mạng. Đại sư khiêm cung quá, tại hạ nào có bản lĩnh cứu mạng đại sư. Lão nạp tuy ở Phật môn, nhưng tính háo thắng hơn người. Kết cục hôm nay chính là quả căn tiềm tàng của 30 năm trước. Sau khi chết sẽ bị đầy xuống địa ngục. Lão nạp tự làm tự chịu. Võ công 30 năm của lão nạp đã bị phế rồi. 30年的武功全废了。 Đại sư, đừng nói như vậy. Chẳng phải bây giờ đại sư đã khá hơn rồi đó sao? Võ công của lão nạp đã mất, chính Phật tổ đã giúp lão nạp cải tà quy chính để được giải thoát. Mộ Dung huynh đâu rồi? Muội không biết. Lúc trước lão nạp đắc tội với các vị, xin các vị lượng thứ. Đại sư, nếu đại sư không bắt tại hạ đến Trung Nguyên thì làm sao tại hạ gặp Ngữ Yên được? Người tạ ơn phải là tại hạ mới phải. Đó là duyên phận của công tử và Vương cô nương. Lão nạp cáo từ tại đây, làm phiền công tử. Đoàn công tử, xin người thay lão nạp trả bộ dịch cân kinh này về Thiếu Lâm. Đoàn dự nhất định sẽ làm. Đa tạ công tử. Đại sư đi đâu? Đến nơi ta nên đến. Nhưng hoàng tử quý quốc đến Tây Hạ cầu hôn công chúa, đại sư không đi sao?
lão nạp giờ đã là người thoát tục, không muốn vướng đến chuyện phàm trần nữa. Sau này cũng chưa biết đi đâu, chỗ nào yên ổn sẽ là nơi lão nạp dung thân. Chúc hai vị bách niên giai lão. Chúng ta đi thôi. Bây giờ huynh không muốn rời khỏi đây. Như vậy cũng được. Huynh không đi, muội sẽ ở lại với huynh. Vậy chúng ta ở lại đây, sẽ không có ai quấy rầy chúng ta. Nhưng làm sao huynh có thể để muội ở một nơi dơ bẩn như thế này được? Chúng ta đi thôi. Tam đệ và Dương cô nương đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Sau này ai làm phò mã cũng không liên quan đến chúng ta. Ba tiên sinh, ông có vợ chưa? Đoàn đại ca không muốn làm phò mã thì ông làm, cưới công chúa Tây Hạ đi. Cô nương thật biết nói đùa. Chỉ tiếc dung mạo ta không tuấn tú. Nếu không, ta đã thay đại ca cô nương cưới công chúa Tây Hạ rồi. Đại ca của muội, ý ta là đi thay tiểu dương gia. Một cô nương. Ba tư không, chúng ta đi thôi. Vâng, một tỷ đồng ý rồi à. Tại hạ họ Đoàn tên Dự, là thái tử của đại lý. Các người ăn nói phải dè chừng đấy. Mùi ăn mặc như vậy kỳ quá. Mùi có thế nào, huynh cũng yêu thương mùi. Huynh thật biết nịnh. Mùi mau đi thay đồ, rồi chúng ta đến hoàng cung Tây Hạ. Mộ Dung công tử, biểu ca. Thì ra là muội và đệ. Chắc Mộ Dung công tử đến hoàng cung Tây Hạ. Đệ cũng muốn đến đó sao? Đúng thế. Chẳng phải đệ đã có biểu muội của ta rồi sao? Huynh nhầm rồi. Suốt đời đệ chỉ có một mình Ngữ Yên. Đệ đến hoàng cung Tây Hạ là vì đại ca và bạn của đệ ở đó. Đoàn công tử và muội mong huynh sớm cưới được công chúa Tây Hạ. Đoàn công tử không dành với ta nữa sao? Đệ không dành ngôi phò mã của huynh, huynh cũng không được dành Ngữ Yên của đệ. Quân tử nhất ngôn, quyết không nuốt lời. Được, chúng ta đi mau. Kẻo muội muội của đệ cưới được công chúa Tây Hạ. Muội muội của đệ, nàng ấy giả trai đến hoàng cung rồi. Đoàn điện hạ, ngày sau rồi, huynh biết cả rồi. Không, nhưng thấy tình hình cũng đoán được ít nhiều. Đoàn điện hạ, thật khó cho ngài quá. Huynh đó, không nói lời nào lại bỏ đi với Dương cô nương, báo hại muội thế này đi. Chuyện dài lắm, huynh bị người ta ném xuống giếng, suýt bỏ mạng đi. Huynh có bị thương không? Muội thấy sắc mặt của huynh không được tốt. Dương cô nương,
qua đó ngồi. Công chúa có lệnh, các vị khách quý từ xa đến, không có món ngon vật lạ tiếp đãi, mời các vị dùng tạm. Người Tây Hạ các người lôi thôi quá, mau mời công chúa ra đây. Đợi các vị dùng xong, công chúa còn có lời dặn khác. Công chúa đã có lệnh thì ta làm theo, ta ăn đi. Ăn xong rồi, bây giờ mời công chúa ra đi. Mọi người ăn mau đi. Nào, cạn. Được rồi chứ. Công chúa mời các vị đến thư phòng xem tranh. Tranh thì có gì đáng xem? Người trong tranh có đẹp bằng người thật không? Phen này thì hay rồi. Công chúa muốn chúng ta đến thư phòng xem tranh là để thử tài văn chương, muốn cho bọn Dương Tôn thô lỗ này biết thế nào là thi ca phú họa đấy. Công chúa có lệnh, các cô nương giả trai, các vị anh hùng quá tuổi, xin ở lại đây uống trà nghỉ ngơi. Các vị khác xin mời đến thư phòng. Không thể thế được. Xin hỏi vị tiên sinh này có cao kiến gì? Cao kiến thì không, nhưng hạ kiến thì có. Ta đoán cô nương sẽ hỏi ta câu này mà. Thôi để ta nói ra vậy. Đa tạ tiên sinh. Chúng tôi từ ngàn dặm xa xôi đến đây để gặp công chúa. Trên đường đi chịu biết bao gian nan, người thì bỏ xác trên sa mạc, kẻ thì bị hùng beo ăn thịt, số còn lại thì bị võ sĩ Thổ Phồng truy sát. Chỉ còn hai phần sống sót. Chúng tôi chỉ muốn được gặp mặt công chúa một lần. Nay chỉ vì quá tuổi mà không được gặp công chúa. Nếu biết trước thì ta đã sinh ra trễ vài năm rồi. Tiên sinh thật biết nói đùa. Sinh ra sớm hay muộn đâu thể do mình định đoạt được. Công chúa đã dặn, ông còn ca cẩm cái gì nữa? Điện hạ, những lời ta vừa nói là ám chỉ ông đó. Ông đã 41 tuổi, tuy không phải quá già, nhưng ông đã quá tuổi gặp công chúa. Bữa trước ta tính tuổi của ông rõ ràng là đã 41 tuổi. Tuổi của người nào thì người ấy rõ nhất. Những vị trên 40 tuổi xin ở lại đây. Những người còn lại mời đến thư phòng. Đừng nghe lời hắn. Ta chưa đến 41. Ta chưa quá tuổi. Chưa quá tuổi mà. Mau vào đi. Quỳnh nhớ giúp biểu ca nhé. Thank you.
Muốn vào thư phòng phải qua khe ưu lan này. Mời các vị. Giữa khe này chắc chắn phải có một sợi dây, nếu không thì không thể đi trên không qua đó được. Để ta qua trước. Chỉ muốn thử bằng tay thôi. Không sao, không sao. Giống y như loài cẩu. Đây là thư phòng của công chúa. Mời các vị cứ xem tự nhiên. Được, được. Đi xem. Cô gái trong tranh giống hệt Ngữ Yên. Cái gì đây? Hình như là võ công của Lý Thu Thủy siêu thúc, giống võ công khác ở Linh Tử Cung. Lý siêu thúc là hoàng phi Tây Hạ. Trong cung của siêu thúc có khác những hình này không có gì là lạ. Nhưng siêu thúc đã... Chưa có nhìn. Tại sao vậy? Đây là võ công tuyệt đỉnh. Nếu luyện không đúng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Cái gì là võ công tuyệt đỉnh chứ? Người toàn gạt người ta. Hình này không nên xem. Vị nào võ công cao thì không sao, nhưng luyện thì chỉ có hại. Võ công ta cao, vậy thì chỉ có lợi không có hại đâu. Bao tiên sinh, ở đây có hình vẽ. Ở đây cũng có.
Mọi người đừng xem những hình vẽ trên tường. Chúng ta đang ở nơi nguy hiểm, hãy tập trung lại tìm cách đi. Hãy ở yên vị trí, đừng đi lại lung tung. Mau ngồi xuống đi. Mở cửa thả mọi người ra. Công tử nắm tay nô tỳ đau quá. Nô tỳ đã nói với bao công tử là những hình này không nên xem, nhưng công tử cứ khăng khăng đợi xem. Ngươi nói ta xem thì đã không xem, ngươi nói ta đừng xem thì nhất định ta phải xem. Tỳ nữ này đúng là có khuyên mọi người đừng xem những hình trên vách, rõ ràng là không có ý hại chúng ta. Vậy công chúa mời chúng ta đến đây là có ý gì chứ? Công chúa giá đáo. Công chúa nói những hình trên vách không tiện cho người khác xem, nên dùng tranh che chúng lại. Không ngờ vẫn có người thấy. Xin các vị đừng thắp đèn, nếu không sẽ nguy hiểm. Vị nào không muốn ở lại xin mời ra, sẽ có người dẫn đường cho các vị. Các vị từ xa đến, công chúa chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Công chúa treo những bức tranh mình thích lên vách. Lúc về, mỗi vị có thể lấy một bức. Công chúa, ở đây không có đèn, hay là chúng ta đến chỗ khác đi. Ở đây tối quá, chúng tôi không thấy công chúa, công chúa cũng không thấy được chúng tôi. Công chúa mời các vị đến đây gặp mặt. Nay công chúa có ba điều phát vấn, xin các vị lần lượt trả lời. Xin hỏi vị nào trả lời trước? Để ta. Xin các vị đừng tranh nhau, từng người trả lời. Nếu mọi người sợ thiệt thì để bao mổ trả lời trước. Ta chỉ muốn chiêm ngưỡng công chúa chứ không có ý gì khác. Bao công tử đúng là người nghĩa hiệp. Công chúa có ba điều phát vấn muốn thỉnh giáo công tử. Điều thứ nhất, nơi nào làm công tử vui vẻ nhất? Chỗ đó là tiệm gốm năm xưa ta học nghề, bị ông chủ bạc đãi, hàng ngày bị đánh chửi. Một hôm ta nổi giận đập hết chén bát, tượng đất, bình hoa trong tiệm. Trong đời ta, chuyện đó làm ta vui nhất. Ta trả lời như vậy được chưa? Được hay không là do công chúa quyết định. Câu hỏi thứ hai, người bao công tử yêu nhất tên là gì?